Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại Hy đang đứng ở dưới nhà thép. Thì Hy mới vào bên trong thì thấy mấy anh em đang chuẩn bị cho một cái video rất là hoành tráng luôn. Thì mình biết được tin là thép chuẩn bị được 1 triệu sub. Thì Hy muốn làm một cái bất ngờ dành cho bạn ấy. Thì suốt thời gian qua thì thép cũng giúp Hy rất là nhiều, cho nên Hy quyết định sẽ làm một món quà gì đó để tặng cho thép, mừng thép được 1 triệu sub nha mọi người. Thì bây giờ mọi người hãy đi theo Hy để biết khi làm gì. Làm ra xong rồi con mới ghi chữ cái thứ hả? Ra cái bắt cửa nào em mới nói gì cái... Như cái thùng kia là cái thùng nào? Thùng này bánh cỡ 2 cân, bánh nhỏ à? Bánh nhỏ hả? Dạ. Thì bố coi cái bánh lớn đi cho đã. Con em muốn một phần là tự tay mình làm cái bánh kem này dành tặng cho bạn của mình. Mình cũng biết trang trí những gì. Mừng trước đi, thường là chữ chúc mừng trước hả chị? Em ghi, em muốn ghi làm sao? Thường hay ghi là mừng sinh nhật vậy á. Hoặc là em thích thì ghi chúc mừng cũng được. Chúc mừng. Em ghi dài không? Em ghi dài không? Dài vậy em ghi gọn thôi, em ghi mừng thôi. Mừng sinh nhật, hoặc là nếu mà dài quá em xuống như cái dưới cái đế em ghi lên luôn. Không biết ghi kiểu gì lúc này. Thường là chỗ này là tên ha. Ở dưới là tên á. Ở dưới là tên. Ở trên là ghi là mừng, chữ mừng đầu tiên, mừng rồi xong sinh nhật ở dưới. Em ghi gọn gọn lại. Ghi nhỏ nhỏ lại cho nó đủ chỗ em à. Bóp bóp nhẹ nhẹ từ từ thôi em. Đầu tiên á là mình viết lại mấy cái chữ này. Xấu xấu nhưng mà nó ý nghĩa là được rồi. Bông. Dạ. Bông đỏ. Mấy đứa nhỏ nó nói. Đó là đầu tiên thấy sớm vừa biết chữ luôn. Bây giờ như thế này nè, bây giờ có cái gì mình chơi cái đó thôi, bây giờ ghi lại không được nữa. Hoặc là ghi dưới đế. Giờ là chủ yếu là tình cảm thôi nha mọi người. Không cảm, bây giờ là tình cảm, không cảm bỏ qua cái tình cảm thôi. Thôi gì nó mới vui. Ok bây giờ, cái này là em đem về được chưa chị? Vẫn được rồi em.
Dạ, giờ chị gói lại cho em luôn. Dạ. Tính tiền hết cho em nha. Ừ. Thôi quay 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 ngõ này lại là chính gì đó. Uống xỉu luôn. Đây. Trời ơi, mừng mừng thằng bạn nó được tiểu súp mà cái kiểu này chắc chết quá. Rất mở ra không biết khán giả nó chửi rồi không, chửi banh xác luôn. Ơi mà như gì cũng được mà, chính tay mình làm là ok rồi. Rồi em cảm ơn chị nha, chị gói lại giúp em đi. Ui cha, trời ơi. Đây. Cái bánh từ chiều giờ mình đã rất là vất vả để đi chuẩn bị nó. Mình đã năn nỉ tiệm bánh sinh nhật, bánh gato này để đặt họ một cái. Chứ mùa dịch này thì cũng rất là khó khăn trong cái việc đặt bánh đó mọi người. Nếu dịp là thép được 1 triệu xuất thì Hy muốn tặng một món quà, thì món quà đặc biệt mà cũng không có biết làm như thế nào, thì mình đặt một cái bánh kem thôi, rồi mình viết mấy chữ tự tay mình viết lên đó. Để đem xuống tạo một bất ngờ dành cho bạn của mình nha. Mọi người, mình đã xuống nhà thép rồi này. Hình như chắc là mấy anh em ở trong phòng hay sao á. Ồ, ông nội đang coi gì kìa. Ủa, ông nội coi phim hả? Trời ơi, con mua cái bánh hả? Tụi nó đâu nội? Tụi nó đâu? Tụi nó đâu? Sau với nó. Dạ. Thì nãy giờ là mấy anh em đang like và cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi, nhưng mà trễ quá trễ luôn mà chưa được 1 triệu sub. Nhưng mà mình muốn làm luôn cái bất ngờ này chứ mà trễ quá rồi, sợ mọi người chờ cái tiết mục này để cuối cùng thì nó cũng hay, mà đêm nay thì cũng không có được. Mình giấu trong đây nãy giờ ra không có để ý luôn. Thôi, để xuống đây coi. À, mình vô mình sẽ làm bất ngờ luôn nha mọi người. Trời ơi, cái logo là hình thằng đầu trọc. Anh em ơi, mang đạn như xích chó. Đây là YouTuber. Ủa gì vậy ông nội? Đây là một bất ngờ phải không? Cái gì vậy? Một món quà. Nãy giờ nó thật sự luôn là mình chờ quá lâu luôn là mọi người. Lâu không hả? Lâu lắm luôn, chờ 1 triệu sub quá lâu luôn, mình mới làm luôn cái tiết mục này nè. Rồi bây giờ bỏ cái áo qua một bên xin. Bây giờ mình xin phép là được gạt cái phần áo qua một bên nha mọi người. Thì trước tiên luôn á là mình xin chúc mừng thép trước luôn, trước khi mà đạt 1 triệu sub. Tại vì chắc chắn là đêm nay là sẽ đạt 1 triệu sub rồi. Phải không? Mình buồn ngủ quá. Không, đừng có nói vậy, mấy bạn khỉ đăng ký hết rồi. Đăng ký hết. Thì đây, mình xin chúc mừng bạn suốt cái thời gian qua. Xong rồi, đã chưa đạt 1 triệu sub mà mình lấy ra nó chứ có sớm không? Không? Đã gặt hái được rất là nhiều thành công. Thì đây là cái lần đầu tiên mà mình đi đặt một cái bánh sinh nhật. Phải không? Đây không phải bánh sinh nhật. Bánh này là bánh chúc mừng. Bánh chúc mừng đi. Xúc động quá các bạn không? Đây, bây giờ mình xé ra luôn đi. Xé ra luôn nè em ơi. Ây da. Xé lên em ơi. Xé ra luôn để lấy ra luôn. Lấy ra từ từ làm tạch cái là xong luôn. Ê. Có tờ nào mùa này dịch bệnh mà sao bạn Huy ra, bạn Huy đặt được hay vậy ta? Thì vậy mới nói khó, không phải là cái mùa này dễ dàng đâu. À, để cái hộp đó mình đặt lên chứ. Đây này, mọi người. Có chiếc Raptor luôn hả? Có luôn. Đây nha, nè. Không biết cái chiếc gì luôn, mà mình lấy tiền bạc đầy. Không phải vàng mã đâu nha. Đây này, đây là cái chữ mà mình tự mình ghi luôn nha các bạn. Từ 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 đưa vô cái camera cho mọi người xem này. Đó, Nghi nó làm cái cái đó. Nó tuột. Phải tuột á. Mừng cố đánh thép TV đạt 1 triệu sub. Đây cái nút YouTube đây này. Mà cái này nút đỏ chứ không phải nút vàng. Ui trời ơi. Có thở nến hả đồ không? Khỏi nến luôn. Đâu phải sinh nhật đâu mà nến. Cái điện thoại em chụp hình luôn, đăng Facebook. Trời ơi. Điện thoại mình đâu ta? Này. Đang livestream rồi hả? Trời ơi. Mặt Thảo chụp hình rồi. Mặc dù á là cái chữ nó không được đẹp lắm, nhưng mà mình tự mình quẻ cho nên nó có hay hơn, mình thích rồi, mình tự rồi, quẻ hơn. Rồi rồi bây giờ anh em mình ba lần lại ba lần quất tắm đi. Này các bạn,
mời các bạn chụp hình với anh em mình nha. Rồi, quốc. Một, hai, ba, chứ. Ok. Rồi, tất cả khán giả chụp màn hình lại luôn. Wow, trời ơi. Mấy cái bánh đã vậy ta. Cái này có rượu, có đồ luôn các bạn. Có rượu luôn nè. Có rượu, có đồ luôn. Thì đây là cái phần quà mà Hy tặng Thép. Cũng một phần chúc mừng Thép chuẩn bị đạt 1 triệu sub. Suốt thời gian qua thì Thép đã giúp đỡ mình rất là nhiều trong cái kênh YouTube này và cả về cái công việc và cái cuộc sống nữa, rất là nhiều luôn. Thì mình không biết nói lời cảm ơn gì hết ngoài cái việc là tặng một món quà để chúc mừng ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Xúc động quá các bạn ơi, nói da gà da ốc da gì? Da gà ốc da lột da gì cũng nở lên luôn. Xúc động quá các bạn ơi. Thì hôm nay Thép nhận được món quà của bạn Huy, hai thằng tên giống nhau luôn. Cũng nói chung là rất là xúc động luôn, không ngờ là bữa nay lại có một món quà này. Đáng lý ra món quà này là những người quan trọng mới tặng được, ví dụ như người yêu rồi đó. Cái này không phải bánh sinh nhật nha. Ủa? Nhưng mà cái này lộn ơi cỡ đi, không phải bánh sinh nhật. Bây giờ người yêu ở xa rồi không có người yêu tặng thì cũng không sao, cái đó là bù thêm, dễ dàng bữa bù thêm. Bù đây là bây giờ là bạn sớm vừa tặng như thế thì cũng rất là cảm ơn luôn. Chúc bạn sớm vừa gặt hái được nhiều thành công, đạt 100.000 người đăng ký trong năm nay. Nói thật sự này, chia sẻ này, hồi đó giờ mình chưa có bao giờ mà đi đặt một cái bánh rồi mình vẽ nên để tặng cho bồ hay người yêu luôn, thực sự như vậy. Ủa sao vẽ xấu gì ông nở? Không có biết quẻ luôn, lần đầu tiên mà mình quẻ cái này này. Mình có cái video mình quay lại cái lúc mình quẻ luôn. Ngày mai mình đăng cho mọi người xem. Nó hài. Ủa rồi quẻ này sao bà chủ quá cho quẻ hay vậy? Cho quẻ thoải mái. Quẻ một lát không biết. Còn quẻ cái tay nó rung này. Vui lắm. Bây giờ là anh em mình khu ăn luôn hả? Ờ, chiếc xe này là Thép cố gắng là ui chạy được luôn nè. Các bạn, chiếc này là chiếc 7 chỗ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mercedes nha. Ủa phải Mercedes không? Chiếc này mười mấy tỷ á. Có logo luôn nè. Không, chiếc này để chống đạn á các bạn. Hy vọng là thời gian tới thì Thép sẽ có chiếc xe đó để chở mấy anh em đi chợ, đi tắm biển. Đây, đây cái dao đây. Rồi. Sử luôn. Ui, mình có gì nữa? Pháo bông nè. Phải không? Pháo bông nè. Hộp quẹt không đốt. Hộp quẹt tao trong nệm mà đốt nó cháy nùm lum hết. Khỏi. nguy hiểm. Các bạn có nhớ là cái video mà cái mà bà cô khi bả nước bánh tráng mà cháy nhà không? Đúng rồi, mình không nên làm như vậy. Cái video đó mình quay là cái người của bà cô đó cháy hết luôn rồi, nhà cháy luôn á, là cũng cái vụ mà nước bánh tráng mà tia lửa nó bắn ra. Có gì đốt xong đừng hỏi tại sao, là lý do tắt like mọi người hiểu chứ. Đốt xong là livestream tắt luôn. Tắt like mọi người hiểu. Rồi cắt bánh trước. Mình ăn bánh xong là mình cắt đi, nhân vật chính người ta cắt chứ trời ơi. Thế là ăn bánh xong là trả lời cho các bạn xem là áo quần gì. Sorry tất cả mọi người, cái tiết mục bánh. Cắt sao ta? Chụp lại. Rồi cái này có ăn được không? Được luôn, tiền này là tiền mình ăn được nè. Bánh sữa. Các bạn ơi, hồi giờ mình không có cắt bánh mình sẽ biết cắt sao luôn á. Thì cứ quất đại xuống vậy. Nó cắt tựa quay có dĩ đồ ăn không? Không. Bóc ăn luôn à. Không lẽ để lấy muỗng thôi. Lấy muỗng. Để bạn Huy ra lấy muỗng với là mười chín tháng ba. Rồi cắt luôn, mời tất cả mọi người luôn nha. Đồ đã ta. Hai người một dĩa. Rồi bây giờ mình ra thủ mình ăn miếng bánh này. Rồi mình trả lời áo quần gì khán giả kêu áo quá trời áo luôn. Áo thì Thép sẽ tặng, mà bình luận của mọi người cứ lên đầu là Thép sẽ tặng áo và miễn phí ship cho mọi người luôn. Sự cái mà ngồi như thế này giống như là mình chờ cái đêm 30 Tết á. Nó giống giống đúng không? Rồi, bây giờ mình lấy nhang đốt cái nhang lên. Không, bây giờ nói tao mình đang ngồi như thế này mình nhiều khi mình suy nghĩ cũng buồn.
Tao biết buồn gì không? Cái livestream sao đứng rồi ta? Chết rồi, xong luôn. Là buồn cái livestream đứng rồi. Không, cái livestream nó bị sao đang đứng rồi ta? Không, cái này thôi. Bình thường. Bình thường sao? Cái đó mình cái lát bình thường. Không sao? Cứ coi lại là. Nè, bình luận vẫn nhảy mà, còn cái ở trong mình không quan tâm. Mình tắt cái mình coi lại là được. À, cái laptop ấy bình thường nhưng mà không sao. Không sao đâu. Ý là mình nói như thế này nè. Là bây giờ là dịch bệnh nó đang căng thẳng. Cũng có một cái nhiều khán giả nói sao mà dịch mà đông quá. Là các bạn biết sao, cái nguyên nhà mình là bây giờ là 1, 2, 3, 4, 5, 6 người đó đấy. Thì mình đông thì nhà mình bao nhiêu người thì mình livestream bao nhiêu người chứ sao bây giờ. Không có tiếp xúc với người ngoài. Mọi người nói chung là thông cảm về vấn đề đó ha. Không có tiếp xúc với người ngoài. Thì mình biết được là hôm qua mình có đi phát quà từ thiện ở ngoài đường thì biết được rất là nhiều những người ta không may mắn, người ta vào Bình Sài Gòn Bình Dương người ta làm đang dịch bệnh người ta về. Thì ngày qua thật sự phát quà rất là xúc động, khóc luôn. Khóc mà nghẹn lời luôn các bạn, rất là buồn luôn. Mà bây giờ anh em tụi mình ăn như thế này thì nhiều khi mình cũng thấy nhớ lại cái những người đó, nó cũng buồn. Nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt của Thép, bởi vì thì mọi người cũng thông cảm cho đi tụi mình nha. Rồi. Đó. Xin mời tất cả mọi người luôn. Xin mời tất cả mọi người nha. Rồi, mọi người miếng này, quất luôn. Rồi. Mời tất cả mọi người. Hy vọng là tất cả mọi người là cố gắng chống dịch thật là tốt nha. Mời mọi người nha. Đừng có nản lòng, cố gắng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Hôm qua mình đi phát quà về là cũng có Mạnh Thường Quân. Cũng có Mạnh Thường Quân nói là để cho gửi tiền về để mình tiếp tục phát tiếp. Nhưng mà tự nhiên cái tối hôm đó mình nhận được một cái tin nói là của chính phủ gì ra cái tin gì mà không cho người dân đi xe máy về nữa. Rồi tự nhiên cái bây giờ mình đâu có phát được nữa. Đáng lý ra mình làm rất là nhiều ngày luôn, thậm chí mình đặt bánh chưng đồ hết rồi. Bây giờ mình lại lấy bánh chưng đi chào cho những cái chỗ khác. Bởi vì không có làm được, bây giờ ra đường cũng không có ai về quê luôn. Giờ người ta không cho đi xe máy nữa. Nhắn tanh à. Nhắn tanh luôn. Thôi tuyệt. Cho Huy xin phép được kết thúc cái video tại đây luôn nha. Thì cũng có quay một cái phần ở Huy cũng chuẩn bị cho Thép á. Hậu trường. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. Chưa bye bye bên Huy đó. Bye bye bên Sấm Dừa. Bye bye mấy của Sấm Dừa. Bye bye bên Huy nha. Bộ livestream của Thép là mình like khi nào mình nói, không nên lò nữa là mình nghỉ. Cảm ơn.